Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh review của Shop Thế Hình. Thì hôm nay Đắc sẽ vẫn tiếp tục review một sản phẩm mới cho anh em. Thì tuy mới nhưng cũng không gì xa lạ, đó chính là Total War. Một dòng pre-workout cũng tương đối gọi là quốc dân, rất là nhiều anh em ưa chuộng. Với Total War thì đó là tất cả những gì mà anh em cần để có một buổi tập luyện sung hơn nè, khỏe hơn, bền hơn và tỉnh táo hơn. Thì với thằng Total War này á thì cũng mình nghĩ là cũng quá nhiều anh em đã quá quen thuộc với cái hàng này rồi. Thì nó dòng workout khá là mạnh với những thành phần đặc trưng như là tầm 6g citrulline của thành phần, giúp cho mọi người bơm máu tốt hơn trong quá trình tập luyện, giúp cơ bắp mình có thể căng phồng hơn và khỏe hơn. Và ngoài ra với khoảng 3.2g betalanin là một cái thành phần giúp cho mình chống lại acid lactic nó tích tụ ở cơ bắp, giúp cho cơ bắp mình khỏe hơn và tập đỡ bị mệt mỏi hơn trong quá trình mình tập luyện. Và cái cuối cùng đó chính là 300mg caffeine. Thì đây là một hàm lượng caffeine cũng tương đối khá là lớn. Nó giúp cho anh em tỉnh táo hơn, mình có thể tập trung hơn trong quá trình mình tập luyện, là giúp mình cải thiện hiệu suất cũng giống như là cái mức tạ của mình. Thì Total War là một sản phẩm gần như là cần thiết dành cho tất cả những anh em tập luyện, dù là sáng hay trưa hay chiều hay tối. Thì với những anh em nào mà mình mới sử dụng hoặc là mình bị dị ứng caffeine thì mình nên sử dụng 1/2 muỗng thôi, mình pha chung với lại tầm 120 cho tới 200ml nước đó thì mình có thể sử dụng, mình sẽ đỡ bị mất ngủ sau khi mà mình tập luyện buổi tối về. Còn những anh em nào mình đã tập luyện lâu năm rồi, mình chai với những cái loại caffeine rồi thì mình có thể sử dụng hẳn luôn một muỗng pha với lại 300ml nước, và mọi người nhớ là sẽ ngon hơn khi uống lạnh nha. Thì với đặc trưng là cái mùi nó sẽ hơi cay nồng chút xíu, thì mình sẽ thử test cái mùi vị của cái hũ này cho mọi người xem. Thì thằng Total War này nó hơn 13 mùi vị lận, nên là anh em có thể lựa chọn mùi vị nó phù hợp với bản thân mình và nó sẽ không bị ngán. Mọi người có thể mix là tháng này mình sử dụng mùi này, tháng sau mình sử dụng mùi khác, nó cũng rất là tiện lợi, mình không có bị sử dụng hoài một cái mùi nó làm cho mình bị ngán. Bây giờ mình sẽ khui thử và sử dụng Total War cho anh em xem. Ở đây nó sẽ có một cái siêu này giúp cho mọi người dễ mở hơn nè, nó sẽ có cái đường răng cưa ha. Đó thì mọi người chậm cầm nó, mình xé ra sẽ dễ hơn. Rồi thì trên tay Đắc cầm là Total War mùi Sugar Gummy Bear. Này nó giống như là mùi kẹo á, cái mùi kẹo dẻo á. Để xem nó sẽ như thế nào. Lúc đầu mình thấy một hũ màu tím mình tưởng là mùi nho, mà không phải nha, nó là mùi kẹo. Thì mọi người khi mình mở cái nắp ra mình thấy nè, nó có một cái siêu, một siêu bằng giấy như thế này. Thì mục đích của nó là giúp cho mọi người có thể bảo quản được lâu hơn, khi mà trong quá trình mình vận chuyển nó không có bị sóc bột ra ngoài. Đó, hãy nó bảo quản rất là chắc chắn. Cái lớp giấy nó cũng rất là dày nha. Rồi bây giờ mình sẽ tới công đoạn tìm cái muỗng. Thì đó, mọi người thấy khi mình khui ra thì bột nó cũng sẽ tương đối là đầy như thế này. Nó giúp ổn định bột của mình, bột cũng không có bị vón gì hết ha. Và bây giờ mình sẽ kiếm cái muỗng. Sau một hồi mình mò mẫm thì cuối cùng tìm được cái muỗng. Thì mình sẽ múc mình một cái muỗng ha. Rồi, đầu tiên sẽ chuẩn bị mình lắc. Thì Đắc đã chuẩn bị khoảng 300ml nước trong đây rồi. Mình sẽ múc một muỗng mình pha. À, mình sẽ thấy nè, bột nó rất là tơi. Đó, giờ mình sẽ thử rồi mình lắc lên xem là cái độ hòa tan như thế nào. Và Đắc sẽ rót ra ly cho mọi người xem, cho mọi người đánh giá cái độ tơi cũng như là độ hòa tan của nó. Cũng là màu trắng thôi nha. Đó, thì đánh giá sơ bộ là về đồ tan thì khá là tốt, nó không có bị đóng cặn lại. Đó thì nó chỉ có một cái lớp bọt nhẹ ở trên như thế này thôi. Rồi bây giờ sẽ test vị. Cái mùi nó thì cũng khá là thơm, nhưng nó sẽ có cái mùi cây nhẹ. Thì đây là cái mùi đặc trưng của thằng Total War. Thì mình cũng sử dụng Total War thường xuyên rồi, thì nó thấy là đa số những cái vị của nó làm nó sẽ có cái vị đặc trưng là cây cây nhẹ, uống rất là đã nha. Thì đó là về đến cái cảm nhận cá nhân của Đắc thôi. Thì khi mình sử dụng những cái loại vị thông thường á thì uống nó cái vị ngọt mình cũng quá quen thuộc rồi. Thì cái thằng Total War là một cái trải nghiệm về hương vị rất là mới lạ, nghĩa là nó sẽ có cái vị cây cây nhẹ trong đó. Thì không biết là cái mùi này nó như thế nào, nhưng mà những cái vị trước của Đắc xài á, thì nó sẽ có cái mùi đặc trưng như thế. Thì Đắc rất là thích cái điểm đặc biệt của cái dòng Real Out của Total War.
thì cũng không ngoài dự đoán thì nó vẫn như là những cái loại brie mà nó sử dụng những cái mùi trước á, như là nó vẫn sẽ có cái vị cay cay nhẹ nhẹ, nó rất là đặc biệt. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao rất thích sử dụng hàng này, tại vì cái vị nó lạ, nó làm cho mình không có bị ngán. Và đặc biệt là hàng này tới 13 mùi luôn, thì rất là dễ dàng cho anh em mix cái mùi bản thân của nó là đã rất là đặc biệt rồi, mà bị có tới 13 vị khác nhau nữa, tha hồ mình có thể lựa. Đó thì về cái vị thì nó, cái mùi kẹo thì nó không rõ lắm, nhưng nó sẽ có cái vị chua chua ngọt ngọt, và đặc biệt là có một cái mùi cây nhẹ nhẹ giúp cho mình đỡ ngán hơn. Thì đây là những cái đặc trưng của hàng Total War. Thì với dòng Total War này á, thì nó cũng không phải là cái dòng real out gọi là quá mạnh, nhưng mà nó có thể đảm bảo là đủ được tất cả yếu tố cho anh em, như là việc là mình tỉnh táo hơn nè, mình tập luyện sung hơn, nặng hơn, và cơ bắp mình nó sẽ đỡ mệt mỏi hơn trong quá trình tập luyện, gia tăng sức bền của tập mình hơn, mình để mình có cái buổi tập hiệu quả hơn. Thì đó là tất cả những gì mà anh em mình cần rồi, không còn gì nhiều hơn rồi đúng không? Thì vừa rồi cũng là những cái review sơ bộ cũng như là mùi vị thành phần Total War. Thì nếu như anh em còn thắc mắc về thằng sản phẩm nào nữa, mình phải comment phía bên dưới, sẽ nhanh ra video để review về sản phẩm đó cho anh em ha. Ok, hẹn gặp lại mọi người.